Chào mừng các em đến với kênh thầy Lim. Hôm nay cô mời các em cùng làm cái đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn sử địa lớp 5. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng của các câu 1, 2, 3, 6, 7, 8 và thực hiện theo yêu cầu của các câu 5, 9, 10. Câu 1. Sấm sét đêm giao thừa diễn ra vào thời gian nào? Thì ở đây sấm sét đêm giao thừa thì chúng ta đã biết là diễn ra vào đêm 30 Tết, Tết Mậu Thân năm 1968. Như vậy ở đây có 4 đáp án: A. Đêm 30 Tết Đinh Mùi năm 1967. B. Đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968. C. Là đêm 30 Tết Kỷ Dậu năm 1969. D. Là đêm 30 Tết Canh Tuất năm 1970. Như vậy ở đây câu B sẽ là câu trả lời đúng. Rồi do ở đây cô phanh tròn không được nên cô sẽ tô màu lên. Rồi tiếp tục câu 2. Vì sao Mỹ phải ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam? Thì chúng ta đã học là Mỹ phải ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam là vì Mỹ thất bại nặng nề về quân sự ở hai miền Nam Bắc trong những năm 1972. Thì ở đây chúng ta có bốn đáp án, đó là A. Vì Mỹ không muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam. B. Vì Mỹ muốn rút quân về nước. C. Là vì Mỹ thất bại nặng nề về quân sự ở hai miền Nam Bắc trong những năm 1972. D. Là vì Mỹ thương nhân dân ta. Thì ở đây câu 2 này là câu C, là câu trả lời đúng. Rồi tiếp tục câu 3. Nhà máy thủy điện Hòa Bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày tháng năm nào? Thì nhà máy thủy điện Hòa Bình được khởi công xây dựng vào ngày 6 tháng 11 năm 1979. Thì đây chúng ta cũng có 4 đáp án: A là ngày 6 tháng 11 năm 1979. B là 16 tháng 11 năm 1979. C là ngày 30 tháng 12 năm 1988 và D là ngày 4 tháng 4 năm 1994. Như vậy ở câu 3 này A sẽ là đáp án đúng. Rồi tiếp tục câu 4. Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm trong câu sau. Giai đoạn năm 1954 đến năm 1975, nhân dân miền Nam đứng lên chiến đấu chống đế quốc, còn nhân dân miền Bắc vừa tiến hành xây dựng vừa chống trả phá hoại của đế quốc Mỹ đồng thời cho miền Nam. Như vậy ở đây cái ô trống thứ nhất, chỗ chấm thứ nhất là giai đoạn năm 1954 đến năm 1975, nhân dân miền Nam đứng lên chiến đấu chống đế quốc Mỹ. Ở đây sẽ là Mỹ. Còn nhân dân miền Bắc vừa tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội.
vừa chống trả cuộc chiến tranh. Phá hoại của đế quốc Mỹ đồng thời chi viện cho miền Nam. Rồi như vậy ở đây như vậy ở câu 4 sẽ là giai đoạn năm 1954 đến năm 1975, nhân dân miền Nam đứng lên chiến đấu chống đế quốc Mỹ, còn nhân dân miền Bắc vừa tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chống trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đồng thời chi viện cho miền Nam. Như vậy đó là câu số 4. Bây giờ sẽ là câu số 5. Em hiểu câu ngày 30 tháng 4 năm 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta như thế nào? Thì cái câu này là nói lên ngày 30 tháng 4 năm 1975. Quân ta giải phóng Sài Gòn. Quân ta giải phóng Sài Gòn. Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước ta được thống nhất và độc lập. Rồi như vậy ở câu số 5, ngày 30 tháng 4
năm 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta, vì ngày 30 tháng 4 năm 1975 là quân dân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước ta được thống nhất và độc lập. Rồi, như vậy đó là phần lịch sử. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần địa lý. Câu 6, các nước láng giềng của Việt Nam là A. Trung Quốc, Lào, Campuchia, B. là Trung Quốc, Lào, Thái Lan, C. Lào, Campuchia và Indonesia, D. Lào, Thái Lan và Campuchia. Thì chúng ta biết rằng các nước láng giềng của Việt Nam thì là gồm Trung Quốc, Lào, Campuchia. Rồi như vậy câu 6 sẽ là câu trả lời. Câu 6, câu A sẽ là đáp án đúng. Rồi tiếp tục câu 7. Vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới? Thì chúng ta biết châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới vì châu Phi nằm trong cái vành đai nhiệt đới, không có biển ăn sâu vào đất liền, có diện tích lớn, không có biển ăn sâu vào đất liền. Như vậy ở đây có ba đáp án là A, vì châu Phi nằm trong đất khí hậu ôn hòa, B, là vì châu Phi có diện tích rộng lớn, C, là vì châu Phi nằm trong vành đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, không có biển ăn sâu vào đất liền. Như vậy câu 7 này thì câu C sẽ là đáp án đúng. Cô xin lỗi, dưới đây còn câu D là vì châu Phi nằm ở gần biển là không đúng. Rồi tiếp tục sẽ sang câu 8. Đông Nam Á chủ yếu có khí hậu như thế nào? A. Nhiệt đới, gió mùa, B. gió mùa nóng ẩm, C. ôn hòa, D. là hàn đới. Như vậy thì ở Đông Nam Á sẽ có khí hậu ôn hòa. Như vậy ở đây câu số 8 này sẽ là có C là đáp án đúng. Rồi tiếp tục câu số 9. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm sao. Châu Âu nằm ở phía châu Á, có khí hậu đa số dân cư châu Âu là người. Nhiều nước châu Âu có nền kinh tế. Như vậy chúng ta đã học thì chúng ta biết là châu Âu nằm ở phía tây của châu Á. Nằm ở phía tây châu Á. Rồi có khí hậu ôn hòa. Rồi, đa số dân cư châu Âu là người da trắng. Rồi, nhiều nước châu Âu có nền kinh tế phát triển. Rồi như vậy chúng ta đã làm được xong cái câu 9. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang câu 10. Thì hãy sắp xếp các đại dương trên thế giới về diện tích theo thứ tự từ lớn đến bé. Thì chúng ta đã học thì các đại dương trên thế giới là gồm có là
Thái Bình Dương nè, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương. Thì Thái Bình Dương có diện tích là 180 triệu km vuông, còn Ấn Độ Dương là 75 triệu km vuông. Bắc Băng Dương thì là 13 triệu km vuông. Đại Tây Dương thì là 93 triệu km vuông. Đó là diện tích. Thì bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp theo cái thứ tự là từ lớn đến bé. Thì lớn nhất đó sẽ là Thái Bình Dương. Thái Bình Dương. Rồi, bé hơn Thái Bình Dương sẽ là Đại Tây Dương. Rồi cái nhỏ hơn nữa đó là Bắc Băng Dương. Rồi nhỏ nhất đó là sẽ là cô xin lỗi, nhỏ hơn Đại Tây Dương sẽ là Ấn Độ Dương. Rồi bé nhất đó sẽ là Bắc Băng Dương. Như vậy các đại dương trên thế giới và diện tích là sắp xếp các đại dương trên thế giới và diện tích theo thứ tự từ lớn đến bé thì Thái Bình Dương sẽ là lớn nhất, rồi kế đến là Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, xong cuối cùng là Bắc Băng Dương. Như vậy thì các em đã vừa xem kiểm tra cái cuối học kỳ 2 lịch môn lịch sử địa lý của lớp 5. Thì sau khi xem video này các em thấy hay thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video mới nhất nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.